Trong báo cáo danh sách hộ chiếu quyền lực nhất thế giới của công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu Henley Partner, không tính đến các hạn chế tạm thời do đại dịch COVID-19, đứng đầu là Nhật Bản và Singapore, do người sở hữu hộ chiếu của những nước này được miễn thị thực tới 192 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hộ chiếu của Hàn Quốc và Đức đứng ở vị trí thứ hai, được miễn thị thực tại 190 quốc gia. Mỹ và Anh, hai quốc gia từng giữ vị trí đầu bảng vào năm 2014, hiện ở vị trí thứ sáu. Hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 89, tăng 6 bậc so với năm 2021, có thể đến 54 quốc gia vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực.